Bộ hồi sáng giờ các anh các chị nói từ sáng giờ vẫn chưa đã à? Chưa đã thì đi ra ngoài mà nói chuyện. Cái đây là một cái lớp chứ không phải cái chợ, nghe chưa? Nghỉ học càng nhiều càng vô ý thức. Chúng em kính chào cô ạ. Sao rồi? Tết này các em nghỉ học gần được một tháng trời. Thế đã đi chơi được nhiều chưa? Đi được những đâu? Cô ơi, Tết này vui lắm cô. Nói chung là mùng 1 á, là em đi về nội, là mùng 2 về ngoại, là mùng 3 là em đi thăm mấy gì mấy cô, là mùng 4 em đi chợ hoa, là mùng 5 là em bắt đầu đi chơi đầm sen á cô, đi công viên nước đã lắm. Cô ơi, Tết này á, dịch cúm không à, nên em còn ở nhà thôi. Em chỉ ở nhà, em ngồi chơi điện tử thôi. Em chơi suốt hết cái mùa này luôn. Bây giờ mới đi học nè. Bây giờ mới đi gặp bạn gặp bè này cô. Đúng rồi, ngồi ở nhà cũng buồn buồn sao cô. Tuy là được nghỉ học nhưng mà ở nhà không ngứa ngáy chân tay lắm cô ạ. Không được tự do hoạt động giải trí gì hết trơn á. Thế còn bài tập cô giao cho các em đã làm chưa? Ê, cô hỏi làm bài tập tờ chưa kìa. Ồ, chết rồi. Cô ơi, cô không phải là em không có lên học online đâu cô. Tại vì cô mẹ em bảo là ở nhà sợ em chơi máy tính nhiều quá, thế nên là dẹp luôn cái bàn máy tính của em rồi, khóa password lại luôn rồi. Sao mà em vô không có được, thế nên là em không biết là cô cho bài tập ở trên mạng cô ơi. Ờ đúng rồi đó, em cũng không biết luôn cô ạ. Tại vì em cũng không thấy thông báo trên mạng á. Em hình như nhà em bị cắt mạng lại cô ạ. Dạ đúng rồi cô, sợ mấy bạn ở nhà hả xem điện thoại nhiều quá nên là phụ huynh cắt hết mạng rồi. Xong rồi qua bữa sau cô thông báo em đâu biết được đâu. Thế nên là tụi em chưa có làm cô ơi. Lý do em đưa ra có vẻ là hay nhờ. Vậy các em đã biết cái gì chưa? Hôm qua kênh Thế Isla mới vừa ra một cái video hấp dẫn lắm, hay lắm. Nói về cuộc tranh tài giữa con nhà hàng xóm với nhau đấy. Các em đã xem chưa? Trời, video mới hả cô? Nói gì nói cho em xem rồi. Vừa có thông báo là em bay vô em xem liền. Trời ơi, em khóa chắc mà hai cái bà hàng xóm nó chửi lộn nhau không? Trời ơi, chửi mà nghe đã luôn á. Y như cái bà hàng xóm nhà em luôn á. Trời, cứ tối ngày hả, cứ đem em ra hả, so sánh với con của bà. Em bực mình ghê luôn á. Công nhận cái video đó hay, hay lắm luôn á cô. Trời ơi, Thế Giới Slam mà ra thông báo phát là em vô xem liền. Mà em khoái nhất á là cái khoản mà những cái câu hỏi, 10 câu hỏi của hai ba mẹ đó. Rất là gay cấn và là cực kỳ là trí tuệ luôn. Và em cũng trả lời được là cũng gần hết luôn đó cô. Vậy tại sao hồi nãy đứa nào nói với tôi là không có phương tiện để học, không có mạng? Các em tưởng qua mặt được tôi à? Tôi tuổi đời của đảng lớn gấp mấy lần các em. Chứng mà đòi phu hưng Việt hả? Đó, tại ông đó giấu đầu lòi đuôi cô phát hiện ra rồi kìa. Tại bà ông, cũng nói bà tại nói ông, bà nói bà ông, xem đó. Tại ông đấy, nói một câu ra thôi là biết là cái độ lừa của em như thế nào rồi. Tôi trừ anh chị nhá, mỗi người một điểm vào bài kiểm tra 15 phút vào sắp tới nhá. Đáng lẽ ra hôm nay lớp chúng ta sẽ học bài mới, nhưng là vì đang có dịch cúm, thế nên là thầy hiệu trưởng đưa công văn xuống bảo lớp chúng ta phải thực hiện bài trắc nghiệm để xem kiến thức trắc nghiệm của các em đến đâu. Sau đó cô sẽ chỉnh đốn lại cho các em hiểu thế nào là nguyên tắc giữ vệ sinh cho mình để phòng chống bệnh. Bây giờ cô sẽ chia đội nha. Lan và Thúy sẽ là một đội, Tuấn với Anh sẽ là một đội, Linh Nhi với Xu Hào sẽ là một đội. Vậy hả? Em chung nhóm với Xu Hào hả cô? Ê, ông giỏi về mấy cái phòng chống bệnh corona không vậy? Thôi cũng tạm tạm á, nói chung là cũng xem báo đài nên cũng biết sơ sơ. Ừ, tôi cũng vậy. Thôi kệ, biết nhiều làm nhiều đi, làm đại đi. Trắc nghiệm mà. Mà cái này cũng dễ mà, gì đâu, không gì đâu. Lỡ mà không biết câu câu đó thì mình lụi đi. Lụi gì? Cái này xem ngày nào ba mẹ trả sinh thật sự. Nghe ầm ầm trên thông tin trên đài rồi. Ừ. Chắc dễ thôi. Ừ, thôi làm đại đi. Nè Xu Hào, cô đưa câu hỏi xuống nè. Trắc nghiệm kỹ năng phòng virus corona. Câu đầu tiên, bạn đã đeo khẩu trang đúng. Câu 1 là đeo nhiều khẩu trang cùng một lúc có an toàn hơn không? Có. Nó dày hơn thì nó không khí nó lọt vô thì ít hơn. Đeo nhiều khẩu trang cùng một lúc hả? Nhi nghĩ là không. Mình đeo một cái được rồi, chắc lẽ gì bây giờ đeo 4
phòng bệnh là đeo 100 cái vô? Không, ví dụ đeo 2 cái vô thì nó bệnh ngon lên chứ. Thì bấm không thử. Không đúng không? À có chứ. Nhầm. Có đúng không? Ừ. Xem án nha. Thấy chưa? Nghe lời khuyên là đúng rồi. Đây nè, đáp án nè, đeo khẩu trang đúng cách, một cách quan trọng hơn là đeo nhiều khẩu trang. Cái này là theo Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Bệnh dịch của Hoa Kỳ đó. À. Câu tiếp theo. Tức là khẩu trang có cái phần trên này là mình phải đè nó vô. Đeo một cái mà có 3 lớp hoặc là 4 lớp là an toàn rồi các bạn. Không còn phải đeo một lúc 5-6 cái gì đâu. Đeo khẩu trang y tế có bảo vệ tôi khỏi virus. A. Chỉ khẩu trang y tế là đủ. B là phải kết hợp với vệ sinh cá nhân. Nhìn cái lậu B là cái chắc rồi, đeo khẩu trang làm sao mà bảo vệ mình được. Cả hai cái, nói chung là tay chân mình cũng phải sạch sẽ nữa. Đúng rồi, xem đáp án nha. Ừ. Chính xác. Yeah. Câu tiếp theo số 3. Khẩu trang dùng xong có được bỏ ở thùng rác ở trong nhà hay là phải vứt ở xa? Thì mình bỏ trong thùng rác nhà được sao đâu? Nè, đáp án nè. A. Miễn rác an toàn, có nắp đậy. B. Còn phải vứt ở xa. Mình ghi là câu A. Câu A. Ừ, đâu cần phải phức tạp đâu, đúng không? Đúng rồi, xem đáp án. Chính xác. Về các cái ô khuyến cáo khẩu trang khi dùng xong chỉ được cầm vào dây đeo quai, qua đeo ở đây, cầm áo ra và cho vào thùng rác an toàn và có nắp đậy là được rồi các bạn. Ok. Câu tiếp theo. Đeo khẩu trang y tế thế nào để phòng virus corona? A. Chỉ sử dụng một lần rồi vứt vào thùng rác an toàn có nắp đậy. Đúng. B. Ăn hoặc uống ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang ra mà chưa sát khuẩn tay, có thể hay sai vậy đó. Câu C. Khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài. Xanh. Đúng rồi, cái mặt trắng bên trong. Câu D. Che kính cả mũi lẫn miệng khi đeo khẩu trang. Đúng. Mũi lẫn miệng đúng. Câu E. Tuyệt đối không sờ tay vào khẩu trang đang mang. Đúng rồi, đúng luôn. Vậy là câu A đúng nè. Câu C đúng nè. Câu D đúng nè. Câu E. Câu E. Rồi, xem đáp án đi. Wow. Có 10 người dưới số 2 trả lời đúng hết luôn các bạn ơi. Nè, câu giải thích nè. Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào. Vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus vào các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền lại cho chính mình và những người xung quanh. Đúng rồi đó. Ví dụ mà mình lấy tay bệnh mà mình đụng vào mặt trong cũng có thể gây bệnh đó. Đúng rồi. Câu tiếp theo đi. Câu 5. Với các em nhỏ phải đi học hoặc công nhân viên văn phòng có cần đeo khẩu trang trong lớp trong văn phòng không? Có chứ. Ừ, đúng rồi. Cái môi trường, cái này là môi trường xung quanh mà, cộng đồng mà, nó như là phải đeo rồi. Đông người, nếu tiếp xúc với nhau thì có thể là lây nhau bệnh đó. Cái này sai rồi. Chưa cần thiết. Có nghĩa là giống như tụi mình là đâu cần thiết đâu. Mình có đeo đâu. Mình có đeo đâu, sao cũng nghĩ ra à. Trong khi bản thân mình không đeo thì bắt buộc kêu mình phải đeo. Câu tiếp theo anh sao? Sau khi sử dụng, để đảm bảo an toàn, không được xử lý khẩu trang. Không được xử lý khẩu trang theo cách nào? A. Chỉ cầm vào qua dây, đeo qua tay để tháo. Câu này đúng hay sai? Câu đó đúng. Câu này đúng. Nhưng mà không được xử lý theo cách nào? Không được, không là được. Là câu này đúng là sai. Không chọn. Đúng rồi. Khẩu trang y tế dùng một lần, vứt bỏ vào thùng rác có nắp đậy. Đúng, không chọn. Có thể dùng tay cầm trực tiếp vào bề mặt khẩu trang để tháo ra. Sai nè. Câu này sai, mình chọn nè. Rửa tay sau khi vứt bỏ khẩu trang để phòng bệnh. Đúng. Đúng, không chọn. Không vứt khẩu trang ngoài đường, nơi công cộng vì khẩu trang chứa những giọt. Đúng luôn. Đúng luôn, không chọn. Là mình chọn câu C thôi. Câu C thôi, xem đáp án mà. Chính xác. Yeah. Câu tiếp theo đi xong nào. Câu tiếp theo nha. Loại khẩu trang nào giúp phòng chống corona tốt hơn? Câu A này, nhất thiết tất cả các mọi người đều phải đeo khẩu trang N95. Không, là sai. Sai. Tại vì đâu phải ai cũng có cái khẩu trang này đâu. Ừ, cái khẩu trang này mắc lắm, hình như một cứ 120, 130 một cái các bạn, mắc ơi là mắc luôn á. Mình đeo khẩu trang y tế được rồi. Trong trường hợp bình thường, người dân có thể sử dụng khẩu trang y tế bình thường. Câu này đúng rồi. Đúng nè. Đúng. Trong trường hợp bình thường, người dân có thể dùng khẩu trang vải được giặt sạch hàng ngày. Đúng luôn. Đúng
luôn. Hai câu. Vậy là câu B, câu C nhá. C bán. Câu tiếp theo nha. Câu số 8. Đeo khẩu trang nên áp dụng với những đối tượng nào? A là tất cả mọi người. Đúng. Câu này đúng nè. Những người thuộc đối tượng nghi nhiễm bệnh. Cũng đúng. Đúng luôn. Những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona. Đúng luôn. Những người có triệu chứng ho, sổ mũi, hắt xì liên tục. Đúng luôn. Những người chăm sóc điều trị cho những người bệnh nhân nhiễm virus corona. Đúng luôn. Những người đi vào ổ dịch. Đúng luôn. Sao bạn? Không phải là tất cả mọi người, nhưng mà những tất cả câu như thế này. Hồi nãy mình có sai câu ghi đâu mà giống như trong lớp học nhân viên văn phòng gì đó, Nhi Thu Hà đâu mà phải đeo đâu. Ha. Mình bị gài mẹo rồi. Chị chiêu. Tiếp theo nha. Ok. Đeo khẩu trang có giúp tôi ngăn nhiễm khi chẳng may tiếp xúc với người nhiễm corona không? Tùy loại khẩu trang đúng không? Tùy loại khẩu trang. Mọi loại khẩu trang. Đeo khẩu trang có giúp tôi ngăn nhiễm khi chẳng may tiếp xúc với người bị nhiễm corona không? Không, như vậy là không. Nhưng mà đây đâu có câu hỏi không gì đâu. Ha. Đây là một là tùy khẩu trang, hai là mọi là khẩu trang. Ê, cái tùy khẩu trang tại vì những nhân viên y tế hôm qua là người phải mặc đồ bảo hộ rất là nhiều thứ. Cái khẩu trang không là không thể nào mà ấy được hết. Đúng rồi. Xem bạn. Chính xác. Cái là người ta sẽ mang bao tay nè. Đúng rồi. Mang khẩu trang này, mang mặt nạ. Giống như là người phi hành gia ngoài vũ trụ vậy đó các bạn. Khi người ta tiếp xúc thì người ta rất là kỹ luôn, người ta mặc đầy đủ các thiết bị luôn. Rồi, câu tiếp theo. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và chưa từng tiếp xúc với các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh thì có cần đeo khẩu trang không? Giống như tụi mình á, không cần thiết. Giống như lớp học cũng vậy. Mình đâu đi đâu, mình ở nhà không à. Đúng rồi, không cần thiết. Ví dụ ở trong nhà thì đâu cần phải đeo khẩu trang làm gì. Sao rồi? Chính xác. Qua hai câu đố mẹ thì câu thứ 3 Linh Nhi với Xu Hà cũng trả lời đúng. Nè, Linh Nhi đọc câu này đi. Câu 11. Trẻ em thường không chịu đeo khẩu trang, vậy tôi cần làm gì để tránh con lây nhiễm với corona? Câu A, để trẻ ở nhà. B, không cho trẻ tiếp xúc nơi đông người. Cả hai luôn. Cả hai câu nhỉ? Xe đáp án. Chính xác. Yeah. Không cho ở nhà thôi và không cho tiếp xúc với người khác hay không thể nào mà lây bệnh được cả. Đúng rồi. Câu hỏi cuối cùng này. Câu này câu 12. Đối tượng nào không cần đeo khẩu trang? Câu A, người bình thường ngồi trong văn phòng làm việc. Câu này đúng rồi. Đúng, không cần đeo khẩu trang. Đúng rồi. Câu B này, không có ai, đối tượng nào không cần đeo khẩu trang, không có ai, tức là không có ai. Thứ nhất là có hai nghĩa, thứ nhất là không có người xung quanh, còn thứ hai là tất cả mọi người đều không cần phải đeo. Câu này không cần, câu này bỏ qua đây. Câu C nhá, người bình thường ở nơi nguy cơ lây cao nhưng khi đi phương tiện công cộng đến bệnh viện. Như là đi phương tiện công cộng đến bệnh viện. Đúng. Cái này là cần phải đeo khẩu trang mà. Đúng rồi. Thì con đó không chọn. Không chọn. Người bệnh là phải cần đeo khẩu trang rồi, phải chọn khẩu luôn. Không chọn luôn. Người đến bệnh viện thăm lo người bệnh không chọn luôn. Vậy thì cái câu A thôi. Câu A thôi. Sẽ đáp án đi. Sẽ đáp án. Đó. Trời ơi, mình bán. Hồi nãy là Nhi định chọn thêm câu B nữa rồi đó. Tiếp theo nhé. Mình bấm tiếp theo được không? Đúng rồi, mình, bây giờ mình xem coi là mình đã trả lời bao nhiêu được đúng bao nhiêu câu hỏi. Wow, 9 trên 12 luôn các bạn. Yeah. Xin chào tất cả các bạn. Vừa qua thì Linh Nhi với Xu Hà vừa chơi 12 câu hỏi trong cái phần mà trắc nghiệm về dịch cúm corona. Linh Nhi thấy là hết tuần này thì các bạn sẽ quay lại trường học và tiếp tục chương trình học. Vì vậy Linh Nhi với Xu Hà muốn đem lại những cái kiến thức mà cơ bản bổ ích về các dịch cúm cũng như là cách phòng bệnh cho các bạn có thể là tiếp xúc với môi trường công cộng có thể là được tốt hơn. Nếu bạn là muốn chơi cái những cái trắc nghiệm này thì Linh Nhi đã để một cái đường link vào phần ghi chú, các bạn chỉ cần nhấp vào và chơi nhé. Video của tụi mình thì cũng ngắn gọn như vậy thôi. Tạm biệt các bạn nhé. Bye. Bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like nhé. Và đây là những video hay và hot nhất trong tuần của kênh. Nếu các bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, bạn nào chưa là thành viên của kênh Thế Giới Slam thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất khi có video mới nhé. Và bây giờ Thế Giới Slam xin chào và hẹn gặp lại các bạn.